rất là nhiều khách cắt như thế ạ. Thì ở đây nhân tiện là có khách yêu cầu cắt như thế thì mình cũng sẽ đưa khách lên để cắt cho mọi người nhìn thấy ạ. À, cái bài cắt này hai người sẽ cắt gần giống nhau, cũng cắt sẽ gần giống nhau. À, nhưng mà chính vì muốn mang lên đây để cho mọi người thấy, để làm gì ạ? Để cho mọi người nhớ về nó được tốt hơn ạ. Tại vì cái bài này nó kỹ thuật về cá nhân hóa, về cái con mắt của mình nhìn nó đặc biệt là cần sự tinh tế ạ. Đó. Cho nên là mọi người nhìn nhiều thì mọi người mới thấm được. À, cắt sẽ giống nhau ạ. Còn tí nữa cũng sẽ có khách thì cũng sẽ cứ thế giã vào mọi người, cho mọi người thấy ạ. Để mọi người phải thấm cái bài cắt này ạ. À, thì thường ạ. À, cắt layer thì chúng tôi luôn luôn cắt khô ạ, không cắt ướt ạ. À, cái phần vương miện sẽ chia thấp hơn ạ, để độ layer nó bay cao hơn ạ, xô về đằng sau nhiều hơn ạ. Thì chúng ta sẽ chia cái đường vương miện này nó sâu xuống gần đến cái điểm cao nhất của xương chẩm ở đằng sau này. Xác định độ dài chưa? À, mọi người nên cắt khô nhá, không nên cắt ướt vải tóc này ạ. Cắt khô thì chúng ta sẽ tạo được cái độ mềm của các cái lớp tóc mình cắt hơn ạ. À, cắt ướt nó sẽ tạo ra những cái khi chúng ta chải chưa đúng góc độ ấy ạ, sẽ rất hay bị vấp ạ. Đúng không ạ? Đó, thì chúng ta cần phải tỉa nhiều hơn ạ. Đó là lý do mà chúng ta nên cắt khô với bài cắt này, tại vì cần độ chính xác hoặc là cần cái độ mịn rất là cao, cho nên là cắt ướt nhiều lúc là sẽ bị gặp cái vấp ở trên từng cái đường mòn của tóc. À, xác định độ dài chưa ạ? À, thì lấy cái kính hiệu ấy.